bất kỳ phúc báo nào cũng đều có nguồn gốc của nó. Tựa như phú quý đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm nhường, dung mạo đẹp đẽ đến từ tính tình dịu dàng thiện lương. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử và các bạn xung quanh vấn đề tướng do tâm sinh, dung mạo đẹp đẽ cũng là một loại phúc báo. Con người ta sau khi đã đến tuổi trung niên liền thể hiện ra tướng mặt, sự ảnh hưởng tính cách mà đời này mang đến. Những người hiền lành chất phác phần đông là có tướng mặt phúc hậu. Những người có tính nhu hòa thì tướng mặt dịu dàng đẹp đẽ. Những người tính tình cực kỳ thô bạo thì thường là bộ mặt dữ tợn. Có rất nhiều người phụ nữ trung niên phẩm hạnh không được tốt lắm, thường thường có tướng mặt hà khắc. Đây chính là tướng bạc mệnh, tướng khắc phu đã được nhiều người nói đến. Trên thực tế không phải là tướng mạo do trời sinh, mà là bản tính và là hành vi dung dưỡng trong một thời gian dài phản ánh trên gương mặt. Những tướng mạo này cũng đang báo trước vận mệnh tương lai của người đó. Thuật xem tướng cũng là một loại tích lũy kinh nghiệm. Tướng do tâm sinh, từ mặt mà quan sát rõ cái tâm, từ cái tâm mà thấy rõ được tương lai là vậy. Như vậy thì căn nguyên tướng mạo trong suốt thời gian dài của tuổi thơ và đến khi trưởng thành là gì? Tướng mạo đặc trưng có liên quan tới nhân tố di truyền của cha mẹ. Ngoài hình gương mặt có liên quan tới bản tính tiên thiên, nhận được mức độ vẻ đẹp và thói quen của một đời trước mang đến. Nửa đời trước của người ta là sống với sự ảnh hưởng của kiếp trước, nửa đời sau phần nhiều là sống với sự ảnh hưởng của nửa đời sau. Vậy nên mới nói là sau khi con người ta đến tuổi trung niên thì phải chịu trách nhiệm với gương mặt của chính mình. Lòng từ bi cũng là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Những người dường như có lòng yêu thương thường thường từ trong đến ngoài tỏa ra một loại ánh hào quang hơn người, khiến cho người ta càng nhìn thì càng thuận mắt, càng lúc càng thích tiếp xúc với người đó. Còn những người quá tư tự, giảo hoạt, so đo là rất không dễ nhìn. Thậm chí dung mạo dẫu có may mắn đẹp đẽ đi nữa thì trên gương mặt dần dần cũng sẽ thể hiện ra một số chỗ khiến cho người ta không thích. Ví dụ như gương mặt không hòa khí, cứ cho là cái nhìn đầu tiên thuận mắt, tiếp xúc nhiều hơn một chút thì sẽ thấy không còn hấp dẫn gì nữa. Xin bạn hãy tin rằng tướng mạo là có thể từ từ mà cải biến, nhất là những tướng mạo tốt đẹp là sẽ từ trong ra ngoài tỏa ra một loại sức hấp dẫn, khiến cho người nhìn vào sẽ sinh lòng ái mộ. Rất nhiều lúc xinh đẹp hay không là sinh ra từ cái nhìn trong tâm của người ta. Nhìn người tình mà cứ ngỡ như thay thi chính là đạo lý này. Vì vậy, nếu như muốn có tướng mạo xinh đẹp, trước hết cần có một tâm hồn đẹp đẽ. Thứ nhất là những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt. Những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta có thể nắm bắt được một hai lần cơ hội cũng đã đủ rồi vậy. Thứ hai là những người thích chiếm lợi thế cuối cùng cũng không chiếm được lợi thế gì cả, chỉ nhặt được một cọng cỏ mà mất đi cả cánh rừng. Thứ ba là những người tâm địa hẹp hòi, tấm lòng không sao rộng rãi được. Trong lúc bạn bè tụ họp, câu chuyện của họ không lúc nào rời khỏi bản thân và người trong nhà mình. Thật đúng là con ốc sên chuyện thế, nội tâm trống rỗng tư tư, trong lòng chỉ có chuyện trong nhà mình, ngoài ra những chuyện khác chính là không có liên quan gì đến họ cả. Thứ tư là chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời này chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người. Thật ra có duyên mới có thể gặp nhau. Người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước, bạn thân phần nhiều là
người thân trong đời trước. Những người mang đến phiền não cho bạn phần nhiều là những người bạn đã từng làm tổn hại họ trong đời trước. Vì vậy, hãy nhớ kỹ là hãy đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại bạn. Đấy chính là nhân quả. Thứ năm là trong tâm không có khuyết điểm gọi là phú, được mọi người cần đến thì gọi là quý. Vui vẻ không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lực. Thứ sáu là cách tốt nhất để giải quyết phiền não chính là quên đi phiền não. Thứ bảy là nhìn cười mấy gió nhạt, ngồi đối diện áng mây. Không tranh chính là từ bi, không cãi chính là trí huệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ. Thứ tám là không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ. Thứ chín là cả đời này đã định sẵn, chúng ta không mang theo được cái gì. Vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này và giác ngộ vào lúc này vậy. Tiếp theo là những việc chúng ta phải học cả đời, không có khái niệm tốt nghiệp. Thưa các bạn, học để tích lũy kiến thức, thành tựu. Bằng cấp khó, nhưng sao bằng cách học, chuyển hóa bản tính bất thiện của chính mình, trở nên hoàn thiện. Đó là học việc học làm người, suốt cả đời chẳng thể tốt nghiệp được. Học làm người là học cả đời, không có bằng cấp hay thành tựu nào có thể đánh giá khóa học làm người ấy. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, nhiệm màu và hạnh phúc hơn mỗi khi người ta tự biết quan tâm tới việc hoàn thiện chính bản thân mình bằng cách nỗ lực trong việc học làm người. Thứ nhất là học nhận lỗi. Có ai trên đời này là chịu nhận lỗi lầm, phần thua thiệt về mình bao giờ? Tất cả mọi lỗi lầm, điều xấu đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, mới hoàn hảo. Thật ra, không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn nhất. Thứ hai là học tĩnh tâm nhu hòa. Răng của người ta rất cứng, lưỡi của người ta thì rất mềm. Đi hết cuộc đời này, răng người ta rụng hết, nhưng cái lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cây to lớn trước gió dễ dàng bị quật ngã, nhưng những cành trúc, cành tre nhỏ bé lại bền bỉ, dẻo dai. Bởi thế cho nên, cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. Thứ ba là học chữ nhẫn. Mọi việc trên thế gian này, nếu nhẫn được một chút thì sống yên bể lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn dạng sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết quá giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Thứ tư là học thấu hiểu bao dung. Cuộc sống thiếu thấu hiểu, ít bao dung, sẽ nảy sinh những thị phi, những tranh chấp, hiểu lầm phức tạp. Mọi người cần thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ nhau cùng hướng tới cuộc sống bình an, tốt đẹp. Không thông cảm lẫn nhau thì làm sao có thể hòa bình cho được. Thứ năm là học buông bỏ. Cuộc đời được ví như một chiếc vali. Lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Có người lúc cần đặt xuống thì lại không chịu buông tay. Bản thân không được tự tại, trái lại luôn mệt mỏi vì lúc nào cũng đè bồng túi hành lý nặng nề đó. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được, tâm mới yên tĩnh, cuộc sống mới an lạc. Thứ sáu là học cách đồng cảm. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỷ. Nhìn thấy điều không may của người khác, chúng ta nên đồng cảm. Đồng cảm là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề.
trong cuộc đời có chứng kiến những chuyện cảm động, lời nói cảm động thì bản thân cần nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động, đồng cảm để tất cả cùng nhau hướng thiện. Thứ bảy là học sinh tồn. Thân thể là cha mẹ cho ta. Đâu vì chút thất vọng buồn bực của bản thân mà nghĩ tới điều tiêu cực hay muốn lìa xa trần thế. Để sinh tồn, chúng ta phải sống và duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Khi thân thể khỏe mạnh, không những có lợi cho bản thân mình mà còn làm cho gia đình, cho bạn bè yên tâm. Đó cũng được coi là hành vi hiếu để với người thân. Kính thưa quý Phật tử và các bạn thân mến, Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất không phải là càng nhiều vàng bạc châu báu, những thứ vật chất tiền tài hiện hữu, vật quý giá thì càng tốt, mà quan trọng hơn cả là nằm ở tâm người Phật tử và thể hiện rõ nhất ở một việc dưới đây theo lời Phật dạy. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là phương pháp cúng dường cao quý nhất. Theo giáo lý nhà Phật, Phật, Tăng, cha mẹ, người đau khổ được coi là phúc điền, tức là thửa ruộng có năng lực sinh ra phúc đức. Kính thờ Phật, chúng tăng, cha mẹ và xót thương cứu giúp những người nghèo khổ, đau ốm thì tích được phúc đức. Giống như người nông phu, gieo trồng trên mảnh đất ruộng thì có được thu hoạch và trái ngọt. Trong đó chư Phật được coi là phúc điền lớn nhất. Muốn tích được nhiều phúc đức, thiện báo thì có thể chọn cúng dường Phật. Nhưng nên cúng dường Phật thứ gì để mới đạt được công đức dồi dào nhất? Thực ra rất nhiều người tín Phật bái Phật mỗi ngày nhưng lại dùng sai phương pháp để cúng dường Đức Phật. Vậy Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất là gì? Phật dạy rằng hãy cúng dường cho chính cha mẹ của mình. Đó mới là phương pháp tích công đức, gieo nhân thiện, đợi gặt quả lành chính xác nhất và thiết thực nhất. Cha mẹ, hai đấng sinh thành, có một địa vị quan trọng trong tâm thức của người con Phật, ngang bằng với Phật và các vị Đại Bồ Tát. Nên gặp thời không có Phật, khéo phụng thờ cha mẹ, tức là phụng thờ Phật vậy, theo Kinh Đại Tập. Giống dĩ Phật vốn không thiếu thứ gì. Đừng tưởng rằng dùng những thứ vật chất quý giá nhất cúng dường Phật thì có thể đạt được vô hạn đức năng. Đừng nghĩ rằng cứ quỳ lại thắp hương mỗi ngày trước Phật thì công đức của bạn sẽ lớn nhất. Thực tế là khi Đức Phật còn tại thế, cuộc đời của Ngài rất đơn giản. Trong bài đầu tiên của Kinh Kim Cương đã mô tả về cuộc đời của Đức Phật như sau. Kinh Kim Cương chép rằng, một thuở Đức Phật ở Savatthi, thành sám vệ, bên rừng cây Kỳ Đà, trong giường cấp cô độc, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo. Tới giờ ăn sáng, Ngài mặc y tăng, cầm bát đi vào thành sám vệ khất thực. Sau khi trở về và ăn xong, Ngài thu dọn y bát, rửa chân, trải tòa ngồi xuống. Đó là hình ảnh về cuộc sống thường ngày của Đức Thế Tôn. Một cuộc sống bình thường giản dị trong sự tỉnh thức. Trong kinh không hề nói có hào quang sấm chớp, đất trời rung chuyển hay một hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra như trong một số kinh điển đại thừa. Ngài ngày đêm ngồi ở dưới gốc cây, không cần vàng bạc châu báu, cũng không cần quần áo giàu sang. Nên khi cúng dường chư Phật, chúng ta không nên nghĩ rằng những thứ đắt tiền nhất là những thứ cúng dường tốt nhất. Việc cúng dường tốt nhất theo Đức Phật chính là cúng dường bậc sinh thành ra mình. Nếu bạn không thể làm điều này, thì dù bạn có cúng dường Phật, những thứ quý giá cả đời đi chăng nữa cũng vô ích mà thôi, vì bạn không tuân theo lời Phật dạy. Thứ hai là Phật dạy hãy cúng dường cha mẹ mình. Đức Phật dạy rằng, khi chưa có Phật trên đời, bạn nên phụng dưỡng cha mẹ của mình cho tốt. Vì phụng dưỡng cha mẹ là cúng dường Phật. Việc cúng dường tốt nhất trên đời chính là coi cha mẹ bạn như những vị Phật. Kinh Tăng Nhất A Hàm chép rằng, một lần Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai pháp dành cho người phàm phu được công đức lớn,
thành quả báo lớn, được vị Cam Lồ đến chỗ Vô Di. Thế nào là hai pháp? Là cúng dường cha mẹ. Đó là hai người được công đức lớn, thành quả báo lớn. Lại nữa, nếu cúng dường Bồ Tát một đời bổ xứ, được công đức lớn, được quả báo lớn. Đó là, này tỳ kheo, bố thí hai người này được công đức lớn, hưởng quả báo lớn, được vị Cam Lồ đến chỗ Vô Di. Thế nên các tỳ kheo hãy thường nhớ hiếu thuận, cúng dường cha mẹ. Như vậy, này các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ dâng lạc. Giáo lý nhà Phật luôn rất coi trọng chữ hiếu. Tất nhiên không phải là ai cũng hội đủ duyên lành để trọn hiếu, nhưng chí ít chúng ta phải luôn luôn tâm niệm đau đáu trong lòng về chữ hiếu để tìm cách thể hiện. Chữ hiếu thật lớn lao, bởi tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Trong vô vàn những ý nghĩa cao đẹp của chữ hiếu, có người làm được phương diện này, có người lại làm được phương diện khác. Tùy nhân duyên, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, mỗi nhà mà thực hành hạnh hiếu cho phù hợp. Quan trọng là cần phải xác định đâu là cốt tủy, là tinh túy của chữ hiếu để phụng hành. Bởi có khi chúng ta có duyên lành làm được phần chính yếu của chữ hiếu mà lại không hay. Nhà Phật nói rằng cúng dường cha mẹ tức là cúng dường Phật. Công đức của hai việc là như nhau. Theo lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, vận may tối thượng ở chữ hiếu. Vậy nên ở đây, Thế Tôn không nói phụng dưỡng mà là cúng dường cha mẹ. Hạnh hiếu đối với cha mẹ thì có thể giống nhau, nhưng tâm hiếu phải được thăng qua đến tột cùng. Phụng dưỡng cho cha mẹ không thiếu thốn là điều có thể làm được, nhưng chừng ấy thì chưa đủ. Cần phụng dưỡng trong niềm tôn kính đến tột cùng. Đó chính là cúng dường cha mẹ. Thật rõ ràng, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bao la như trời biển. Phận làm con thật khó mà đáp đền. Xem cha mẹ hiện còn như Phật, phụ mẫu tại đương như Phật tại thế. Nên trước phải lo cúng dường. Cúng dường hay phụng dưỡng cha mẹ là nền tảng căn bản nhất của chữ hiếu. Kế đó là kính và thuận thuộc phương diện tinh thần, tìm cách làm cho cha mẹ an tâm, vui vẻ, đẹp lòng, đúng như lời Phật dạy. Đức Phật cho rằng, trên đời này có bốn điều quan trọng hơn cả sinh mệnh. Thứ nhất, tìm cách thoát khỏi những phiền não của chúng sanh. Thứ hai, để cho tất cả chúng sanh có được cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Thứ ba, diệt trừ tam độc tham sân si. Thứ tư là báo đáp công ơn sinh thành to lớn của cha mẹ. Thứ ba, một lòng thiện hiếu, phúc báo vô lượng. Đức Phật từng nói với người đệ tử thân cận nhất của Ngài là A Nan rằng, dù là người xuất gia hay là cư sĩ tại gia, cung kính, hiếu thuận cha mẹ là một công đức lớn nhất nhưng cũng khó khăn nhất. Cha và mẹ là ruộng phước báo vô tận để chúng ta gieo trồng phước đức. Ngay đây, hiếu thảo không còn là trách nhiệm và bổn phận nữa, mà hiếu thảo trở thành hạnh nguyện cao cả và thiêng liêng. Bởi hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Nên dù cho cha mẹ có thương ta hay không, hoặc cha mẹ có thế nào đi chăng nữa, thì trong tâm thức của người con hiếu đích thực, các ngài luôn là Phật, là Thánh Hiền. Ai là người nghèo nhất và giàu nhất trên thế giới này? Đức Phật nói rằng, những người còn cha mẹ là những người giàu nhất, và những người không có cha mẹ là những người nghèo nhất. Khi còn cha mẹ, cuộc đời rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Khi cha mẹ không còn, cuộc đời tối tăm buồn bã như thiếu đi ánh mặt trời. Đức Phật tin rằng, nếu có một người thỉnh mời 100 vị tỳ kheo và các vị cao tăng đại đức, 100 vị thần tiên và 100 đạo hữu đến lấp đầy thất bảo, cúng dường 100 loại ngọc ngà châu báu, treo hoa trải giường trang trọng bằng vàng bạc kim cương, trị bệnh bằng hàng 100 loại thuốc quý. Làm những việc này 100.000 kiếp nạn, phước báo được hưởng chẳng bằng một chữ hiếu.
Chỉ cần dùng một việc nhỏ là phụng dưỡng hiếu thuận đến cha mẹ, cúng dường cha mẹ mình, công đức đạt được có thể hưởng suốt ba đời. Việc duy nhất trên đời không thể chờ đợi chính là hiếu thảo với cha mẹ mình. Nếu đã tin Phật, thì hãy coi cha mẹ là Phật, là Bồ Tát, để cung phụng và cúng dường. Làm như vậy, cũng tức là bạn đang cúng dường chư Phật. Đừng nghĩ phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ, đó là phúc phận may mắn nhất của đời người. Có hiếu với cha mẹ mới nhận được phúc khí của thiên hạ và được thần Phật hộ trì vạn sự như ý. Làm việc hiếu, lòng hướng thiện sẽ có được tất cả, hậu vận viên mãn vô cùng, bằng không sẽ rơi vào bể khổ triền miên, không thể tìm thấy bến bờ an lạc. Người xưa thường nói, bách thiện hiếu vi tiên, tức là trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu. Đạo Phật cũng cho rằng, tu phước hãy bắt đầu từ việc hiếu thảo với cha mẹ. Chỉ khi phụng dưỡng cha mẹ trước rồi mới tới Phật, thì công đức của bạn mới là vô lượng. Tiếp theo, kính mời quý Phật tử và các bạn nghe lời Phật dạy. Bốn kiểu người không cần chăm chỉ bái Phật, vẫn tự kết Phật duyên, ắt được độ trì, lánh xa mọi khổ não. Vậy Phật duyên là gì? Nhiều người trong chúng ta thường nhắc đến Phật duyên, nhưng người như thế nào mới được coi là người có duyên với thần Phật? Theo lời Phật dạy rằng, hết thảy chúng sinh ai cũng có Phật tính, tức là ai trong chúng ta cũng tiềm ẩn mối liên hệ tâm linh với Phật, có thể giao duyên với thần Phật. Khác biệt ở chỗ nghiệp lực của mỗi người mỗi khác, căn cơ ngộ tính bất đồng, cho nên Phật duyên sâu cạn không đồng nhất. Phật tính là bản chất vốn có của chúng sinh, nó không sinh ra cũng không mất đi, chỉ có thể ngày càng sâu sắc qua quá trình tu tâm dưỡng tính, giác ngộ, hoặc bị che mờ bởi dục vọng, si mê và thù hận. Bởi vốn dĩ mọi chúng sinh đều có khả năng để hoàn thiện và đạt được giác ngộ. Người có nghiệp chướng nặng thì kiếp này tạm thời không có duyên với Phật, khó được thần Phật phù hộ độ trì, cần phải tu dưỡng nhiều hơn, tích đức hành thiện, đợi nhận thiện báo. Người có phúc báo sâu dày, tức là người đó đã lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, có thể dễ dàng kết duyên với Phật. Con người chúng ta như những hòn ngọc quý nằm trong đá, nếu không mài không thể phát sáng được. Bạn có thể tự mình tôi luyện bản thân để một ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý. Tự rèn luyện bản thân cũng chính là tự gieo duyên với Phật. Một khi đã có Phật duyên, chắc chắn sẽ có Phật ân, được trời Phật che chở và phù hộ độ trì, bình an, vượt qua mọi tai họa khổ nạn trong cuộc đời này. Cái duyên với Phật vốn bình đẳng cho tất cả mọi người, ai cũng có thể có, chỉ có điều là mỗi người có nhận biết được điều này hay không mà thôi. Đức Phật dạy rằng, muốn xem một người có Phật duyên hay không, không phải là xem khoảng cách xa gần, mà là nhìn vào khoảng cách giữa nội tâm và thần Phật của người đó. Ở đây, phúc điền chính là tâm điền, tâm cũng chính là phúc. Hạnh phúc và niềm vui thực sự mà con người ta luôn kiếm tìm thực ra đều nảy sinh bên trong chính tâm điền của mỗi người, chính là phía bên trong của trái tim. Câu này ý muốn nói hạnh phúc hay cuộc sống mà mỗi người theo đuổi đều xuất phát từ chính nội tâm bên trong. Các hung họa phước là từ trong tâm chúng ta biến hiện ra. Ngoài tâm chẳng tồn tại hạnh phúc nào để kiếm tìm cả. Vì vậy trong tim, trong phúc hay trong họa, tất cả đều nằm ở bạn. Người trong lòng đã có Phật, chẳng cần phải tới chùa khấn bái, không cần ngày ngày thắp hương lại Phật, cũng tự có Phật duyên thâm sâu. Phật giáo vốn không truyền bá tư tưởng sùng bái thần linh. Người tín Phật tức là người trí giả, dùng trí tuệ của bản thân để giải trừ những khổ não, cách xa thống khổ trong cuộc đời mình. Tu Phật để trở thành một người có cái tâm thiện đẹp, sống lạc quan, từ bi, thoải mái đối mặt với những phiền muộn,
mà cuộc sống đem đến. Tu Phật cũng không phải bắt chúng ta xuất gia, hồng trần cũng là một đạo giáo, sống tốt trên đời đã là một cách tu hành rồi. Thực tế Phật dạy rằng, trên đời này có bốn kiểu người không cần bái Phật vẫn có Phật duyên thâm sâu, được trời Phật âm thầm phù hộ mà không hề hay biết. Nếu bạn là một trong những người đang nhận được hồng phúc ấy dưới đây, thì xin hãy yên tâm hưởng thụ và chờ đợi dần mai đến với mình. Bốn kiểu người không cần bái Phật vẫn có Phật duyên. Thứ nhất là người có tâm từ bi hỷ xả. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập tứ vô lượng tâm, tức là bốn món tâm rộng lớn không lường được, đó là các tâm từ bi hỷ xả. Phật dạy, hãy mở rộng bốn tâm này, không hạn chế cho tất cả các loại hữu tình ở khắp bốn phương. Đây là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện, là lối sống của Bậc Thánh. Tâm từ là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm bi là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm hỷ là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm xả là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Những người này ngày ngày tụng kinh niệm Phật, dù có chăm chỉ khấn bái thắp hương trước chư thần Phật ra sao, nhưng trong tâm không có tứ vô lượng tâm này, tức là làm ngược lại với đạo, và dù có tu đến tám vạn đại kiếp, người này vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn 4.000 cây số, khó kết Phật duyên. Vậy thì sao có thể mong được ban Phật ân? Đức Phật dạy rằng, một người có Phật duyên chắc chắn là người có tâm thiện lành, thường xuyên bố thí, luôn canh cánh suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém hơn mình. Họ không mưu lợi cho bản thân, chỉ mong chúng sinh thoát khổ, là người có bồ đề tâm. Trên thế gian này, ai cũng cầu Phật che chở phù hộ cho mình, luôn xin cái này mong cái kia, nhưng ít ai nghĩ rằng nếu như chư thần Phật đều đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người, vậy thì các ngài sẽ cực khổ biết bao. Người chân chính tu Phật là người luôn bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sinh và khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Con người nên có lòng từ bi. Đối với người hay đối với sự việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác. Chúng ta không được dùng thủ đoạn cay độc để áp bức người. Sự rung động, lòng trắc ẩn, cao thượng hướng về nỗi đau của người khác sẽ định hướng cho con người trong lý trí hành động sẵn sàng quên mình vì mọi người. Cho nên, người có tâm từ bi hỷ xả, cho dù không cần ngày ngày bái Phật thì vẫn sẽ được âm thầm phù hộ độ trì, giúp vượt qua mọi tai họa trong cuộc đời, an nhàn, hưởng phúc bởi tự thân người đó đã tự gieo Phật duyên. Thứ hai là người giữ nội tâm thanh tịnh. Kinh Phật có câu, Phật thuyết nhất thiết pháp, duy trì nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp. Có nghĩa là Phật nói tất cả giáo pháp mục đích là để trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Nếu tất cả chúng sinh không có tâm bệnh thì cần gì tất cả pháp? Cuộc sống này luôn có quá nhiều sự cám dỗ. Trên con đường giác ngộ, luôn trải đầy tiền tài vật chất danh vọng địa vị để làm chướng ngại vật níu chân mỗi chúng ta. Phải là người bản lĩnh, biết giữ bản thân mình, giữ gìn cơ thể, lời nói và một tâm hồn thanh tịnh mới mong đạt được giác ngộ chân chính. Cực lạc hay địa ngục vốn nằm trong tâm của chúng ta. Sự lựa chọn ra sao là do chính chúng ta quyết định. Bởi vậy, cần giữ cho tâm thanh tịnh. Khi con người giữ được cái tâm thanh tịnh thì mọi hành động đều được phân xử rõ đúng sai. Hành thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, tai nghe những lời trái ngang, nhưng miệng
vẫn có thể nói những lời thanh tao khẳng khái. Đang bị người khác lăng mạ, đánh đập, nhưng không vì thế mà hãm hại lại họ, dùng hành động chính nghĩa để họ thức tỉnh. Tâm thanh tịnh sẽ tự chặt đứt mọi phiền não, sướng khổ cuộc đời là do tâm quyết định. Muốn giữ tâm thanh tịnh thì không nên sát sinh, không nên trộm cắp hay tham dục vọng thường tình. Bởi những thứ này khiến đôi tay của con người nhơ nhớp, tâm hồn luôn bị dằn vặt khổ đau. Lời nói muốn trong sạch thì trước hết không được nói dối, cũng đừng đưa ra những lời lăng mạ lừa lọc người khác, hay ăn nói sai sự thật trong những câu chuyện phím khiến chúng ta cũng quen dần tạo thói khẩu nghiệp. Suy cho cùng, tham sân si là căn nguyên khiến cho con người tạo nghiệp từ miệng, tâm luôn dằn vặt khổ đau. Bỏ được tham sân si giúp con người tìm được sự trong sạch trong tiếng nói, trong tâm hồn, tìm được niềm vui hạnh phúc trong những thứ bình dị. Tâm không được thanh tịnh, luôn luôn vướng mắc bụi trần, thì dẫn theo đó là hành động không được sáng suốt, thường trái luân thường đạo lý. Khi ta hành động sai trái, dẫn đến hậu quả khôn lường thì chính bản thân ta luôn bị dằn vặt khổ đau. Phật duyên chính là một loại tâm cảnh bình hòa. Muốn đạt được thì nhất định phải giữ tâm thanh tịnh. Bởi tư tưởng của con người rất không ổn định, nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ kỳ lạ càng dễ làm cho người ta mất phương hướng. Rất nhiều người trong tâm muốn chiếm hữu thì khó có được khoảnh khắc thanh nhàn, không những mất đi niềm vui trong cuộc sống này mà còn đem lại cho cuộc sống sự căng thẳng và phiền não. Phật giáo dạy chúng ta biết dùng cái tâm bình lặng để nhìn nhận cuộc sống được và mất, làm cho thể tính bộc lộ một cách tự nhiên. Giữ tâm thanh tịnh, bình hòa, đối diện với cuộc sống, đó chính là có duyên với Phật. Khi đó thì cho dù có chăm chỉ bái Phật, vẫn tự giao phúc khí, may mắn cho bản thân mình. Thứ ba là người biết sợ nhân quả. Những người hiểu và biết sợ nhân quả báo ứng cũng là một kiểu người không cần bái Phật, nhưng vẫn được chư thần Phật che chở độ trì. Một người có thể không tin Phật, nhưng không thể không tin vào luật nhân quả trên đời này. Thế nhân không tin nhân và quả, nhưng xưa nay luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Tất cả những gì bạn đã làm, rồi đến một ngày, bạn sẽ phải trả và nhận những gì mình đã gây tạo ra. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là, những việc ta đã làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi. Chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả ta sẽ tự nhận lấy. Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ quả diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ vạn vật, cũng không phải tuần hành biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lý, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình làm không có ai chứng kiến thì thần không biết quỷ không hay. Thực ra mỗi một việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Kinh Nhân Quả có câu: muốn biết nhân đời trước, xem hưởng quả đời này. Muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Người tin Phật tức là tin vào nhân quả. Một người hiểu về nhân quả tức là đã thấu rõ mọi điều trên thế gian này. Đó chính là người biết cách cải thiện số mệnh của mình tốt đẹp hơn bất kỳ ai trên đời. Trong kinh Phật có nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì sao vậy? Nhờ đã giác ngộ thấu suốt được lý nhân quả trong ba đời,
nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Còn chúng sanh là loại hữu tình, có sinh có tử, còn vô minh nên đi mãi trong vòng luân hồi. Vì chưa giác ngộ, còn mê mờ, không thông lý nhân quả, nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy được cái nguồn gốc của sự khổ đau và an lạc, cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác niệm, cũng không lo gặp phải ác báo. Còn chúng sanh lại coi thường nhân quả, lòng tràn đầy ba cái xấu xa, đó là tham sân si, nói lời khẩu nghiệp, để rồi đến khi quả báo xảy tới, có hối hận cũng đã muộn rồi. Nhiều người làm việc ác bất chấp thủ đoạn là do không tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ có người biết sợ nhân quả, hiểu rằng nhân quả không chừa một ai thì mới có thể tích phúc tích đức, vinh hoa phú quý cả đời. Thứ tư là người có tu dưỡng hướng thiện. Đức Phật từng nói rằng ai cũng có Phật tính, ai cũng có thể tu tập thành Phật. Để có được ấy thì trước hết phải tu dưỡng hướng thiện, tức là có Phật ở tại tâm, tâm có Phật thì mới toàn vẹn. Người xưa cũng từng nói, con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác, ác gặp tai ương. Vậy nên, làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính là để tạo phúc cho chính mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng, không phải Phật ấy mới là Phật, Phật này là Phật từ trong tâm. Nếu ta ý thức được rằng Đức Phật đang ở quanh đây, thì liệu ta có hành xử như khi Phật không ở quanh đây? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi cái lúc ta ý thức được sự soi xét của Phật, bản thân ta hành động để không phạm đường phạm lối, chứ nó chưa thực sự là cái bản ngã của chính chúng ta. Việc tu hành cốt lõi là ở điểm đó, là khi ta hành động, tụ tập hay tạo tác một điều gì đó, ta làm không phải vì Phật sẽ soi xét đánh giá, mà ta làm vì bản năng là sự lương thiện của chính mình. Khi ấy, tâm của ta mới trọn vẹn trong cõi Phật được. Ta là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bạn ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua. Khi bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong. Chuyện hơn thua chỉ làm cho mệt thêm mà thôi. Nếu ở nơi này không có niềm vui thì cứ tìm sang chốn khác về. Tâm ta khi hành động, đừng suy nghĩ xem liệu sẽ tích được bao nhiêu đức, Phật sẽ phù hộ bản thân mình như thế nào. Sự phù hộ sẽ không đến từ Phật, mà đến từ lòng thương và tình cảm của muôn người xung quanh dành cho hành động của mình. Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Việc tu dưỡng hướng thiện của chúng ta khi đó có ảnh hưởng đến người khác. Có người bắt chước làm theo thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt mà là rất nhiều quả tốt vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời này có những khoảnh khắc mênh mang, những bão giông đổi thay vận mệnh mà ta không thể nhận ra mình đang bị cuốn vào. Mọi thứ dường như trở nên mịt mù, như một dòng lẩn quẩn không lối thoát. Ta chìm đắm trong những cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ, nhưng lại không nhận ra rằng sau mỗi lần đối mặt, vết thương không chỉ là trên da thịt mà còn chạm đến tận tâm hồn. Phía sau những ánh đèn sân khấu rực rỡ, phía sau sự phồn hoa tấp nập của cuộc sống, có một con đường về sau mà ta không thể nhìn thấy. Ta lạc trong cuộc đua vô hình, dẫn dắt bởi những lời hứa hẹn và những ước mơ xa vời. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười đều mang theo một gánh nặng của quá khứ và lo âu về tương lai. Kiếp người như một cuộc hành trình mệt mỏi, mỗi bước đi đều đặn lại in một dấu ấn của sự sống. Nhưng giữa những lúc mệt mỏi,
ta không thể nhìn thấy niềm vui ẩn sau những nỗi buồn. Dẫu cho có vô số lần gục ngã, lòng tin vẫn cháy rực, chờ đợi thời khắc bình minh tỏa sáng sau cơn đêm u tối. Dẫu cuộc đời có đầy thăng trầm, có những lúc vấp ngã và khó khăn, nhưng trong mỗi thử thách, ta luôn có cơ hội để tìm ra bản ngã thực sự của mình. Và qua những giông bão, qua những vết thương, sẽ có một con đường về bình yên, nơi ta tìm thấy ý nghĩa và niềm vui thực sự của cuộc sống. Quá khứ là một cái bóng dày đặc, luôn đeo đuổi ta, dù ta có muốn né đi bao nhiêu. Nhìn lại những ngày tươi đẹp, ta không thể tránh khỏi cảm giác luyến tiếc, như một mảnh sương khói mờ nhạt, nhưng lại đầy ý nghĩa. Kỷ niệm ấy, dù chỉ còn lại trong tâm trí, như những cánh hoa tàn phai, vẫn làm cho ta ngậm ngùi và buồn bã. Luyến tiếc những điều chưa thể làm, những giấc mơ chưa thể thực hiện, dường như nặng nề hơn cả những thất bại đã trải qua. Ta hồi tưởng về những lúc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, nhưng chỉ để nhận ra rằng tất cả chỉ là hư không, chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy vô tận của cuộc đời này. Vinh quang và danh vọng tựa như những áng mây bay đi, ta cảm thấy trong lòng hụt hẫng và trống rỗng làm sao. Sống trong luyến tiếc, cả đời của ta sẽ không bao giờ có được sự bình yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng sẽ tạnh, và ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng sẽ hết. Đôi khi cuộc sống đặt trước mắt chúng ta những tình huống không thể kiểm soát được, không thể thay đổi được. Chúng ta phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, không thể quay lại như ngày xưa nữa. Có những chuyện dù đã nói ra nhưng không thể thu lại được, như một chiếc lá rơi khỏi cành, mãi mãi không thể quay về. Luyến tiếc quá khứ, dù là những kỷ niệm tươi đẹp hay những đau thương khó quên, cũng chỉ là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của chúng ta. Nó như một bóng tối che phủ trước mắt, khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng của những cơ hội mới, của những điều tốt lành đang đợi chờ ở phía trước. Dù có khao khát và mong muốn, chúng ta cũng phải học cách buông bỏ và tiếp tục đi tiếp. Để không bị vướng bận trong quá khứ, chúng ta cần nhìn về phía trước, tập trung vào những gì có thể thay đổi và xây dựng một tương lai tươi sáng. Hãy để luyến tiếc là một bài học, không phải là một gánh nặng, để chúng ta có thể tiến lên mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống này. Đôi khi chúng ta tự cho rằng mình hiểu rõ nhất về bản thân, nhưng mà thực ra sâu thẳm trong tâm hồn của mình có những phần mà chúng ta chưa từng nhìn thấu. Việc nhìn thấu những phần này là một thách thức lớn, và đôi khi chúng ta bị đắm chìm trong dòng luẩn quẩn của bản thân mình mà không nhận ra được. Mỗi lần tranh đấu, mỗi lần đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nhìn thấy vết thương của chính mình, không nhận ra rằng cảm xúc và tâm trạng của mình đang bị tổn thương. Chúng ta tiếp tục đi qua cuộc sống, nhưng không nhìn thấy nơi yên tĩnh sau sự náo nhiệt và vô vị đó. Những nỗi khổ lớn của đời người thường ẩn chứa trong những góc khuất của tâm hồn, là những điều mà chúng ta phải đối diện và vượt qua. Đôi khi chúng ta cảm thấy lạc lối, không biết phải làm gì để tìm lại định hướng. Nhưng đó cũng là thời điểm quan trọng nhất để chúng ta dừng lại, nhìn vào bên trong và tìm ra những gì thực sự quan trọng đối với cuộc sống của mình. Ít ai có thể tránh khỏi những thất bại và trượt dốc. Thất bại không phải là điều gì xa lạ, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối diện và vượt qua nó như thế nào. Có những người gục ngã sau khi thất bại, không thể đứng dậy được, và phần đời còn lại của họ có lẽ chỉ còn là một chuỗi lời than trách và tiếc nuối. Những người thực sự thành công, họ không phải là những người chưa từng gặp thất bại,
mà là người biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đó là bí quyết của sự vững vàng trên con đường chinh phục ước mơ. Họ không nằm mãi ở nơi đó mà than trách, không chờ đợi ai đến giúp đỡ. Có lẽ không ai đến giang tay cứu giúp mình ngoài chính bản thân mình. Đứng dậy sau mỗi lần gục ngã là việc mà mỗi người phải tự làm. Đó là lúc chúng ta khám phá sức mạnh và khả năng tiềm ẩn bên trong của mình để tiếp tục bước đi, đạt được những thành công mới. Cuộc đời là một cuộc hành trình mà chính chúng ta là những người điều hành. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều do chính ta tự chọn lựa. Không có ai khác, chỉ có chính bản thân mình là người quyết định con đường mình sẽ đi. Nếu chúng ta không biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, thì cũng đừng mong chờ đi cho tốt trên con đường của cuộc đời. Sự thành công không đến từ việc tránh được thất bại, mà là khả năng đối mặt và vượt qua nó. Đó là lúc chúng ta thể hiện sức mạnh, lòng kiên nhẫn và quyết tâm của bản thân mình. Mặc dù cuộc đời có thể đầy những thách thức và khó khăn, nhưng phía trước vẫn đầy hứa hẹn. Bằng cách đứng dậy sau mỗi lần gục ngã, chúng ta không chỉ học được từ những sai lầm mà còn trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục bước đi, bởi phía trước vẫn là những cánh cửa mở ra cho những điều tuyệt vời đang chờ đợi. Nghĩ tâm, những lo lắng, nỗi sợ hãi và áp lực từ cuộc sống nếu không được xử lý và buông bỏ sẽ dần dần đầu độc tâm hồn của chúng ta. Chúng trở thành gánh nặng không gì đem lại hạnh phúc, làm cho mỗi ngày trôi qua trở nên sao lãng và mệt mỏi. Buông bỏ không phải là việc dễ dàng, nhưng đó là cách mà Phật dạy để con người có thể làm sạch tâm hồn mình, trở về với bản tính thuần hậu và lương thiện nhất của mình. Không buông bỏ những người và sự việc đã đi xa, không dứt bỏ những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo một tảng đá nặng nề khi đi trên con đường dài dặn dặm của cuộc đời. Đó là một gánh nặng không cần thiết, khiến cho bước chân trở nên nặng nhọc và gánh nặng tinh thần trở nên không thể chịu đựng được. Thật khổ, thật mệt khi chúng ta không biết cách buông bỏ, không dám đối mặt và tiếp nhận sự thay đổi. Nhưng chỉ khi chúng ta dũng cảm đối diện với thực tại và dám buông bỏ những điều không cần thiết mới có thể tìm lại được sự bình yên và niềm vui thực sự trong cuộc sống này. Như trên đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi trên con đường dặn dặm mà vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Đó là một gánh nặng không cần thiết nhưng vẫn được chúng ta gắn bó không dám buông bỏ. Những ràng buộc, những gánh nặng của quá khứ, của những mối quan hệ, của những ước mơ không thành là những tài liệu vô hình làm cho chúng ta gục ngã và cản trở con đường tiến lên. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu vẫn cứ chấp nhất, vẫn cứ đem theo những gánh nặng, những ràng buộc kia? Đó chính là câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra cho bản thân mình. Buông bỏ không có nghĩa là yếu đuối, mà là sự mạnh mẽ và thông minh. Chỉ khi ta dám buông xả mới có thể trải nghiệm được sự nhẹ nhàng và tự do trên con đường của cuộc sống. Hãy để bản thân mình trở nên nhẹ nhàng hơn, hãy để tâm hồn mình được thảnh thơi và tự do bay lượn trong không gian bao la của cuộc đời này. Buông bỏ những gánh nặng để bước chân của bạn có thể tiến về phía trước, về hướng một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả, không cầu không mong, luôn luôn thanh tịnh cõi lòng, thảnh thơi giải thoát khỏi lòng trầm luân. Cuộc sống của mọi người giống như một cuốn sách, mỗi trang đều mang đến những cảm xúc và trải nghiệm khác nhau. Có trang buồn khi chúng ta đối diện với những thất bại và mất mát, có trang vui khi những niềm vui và thành công đến bên mình, có trang đau khổ khi chúng ta phải đối mặt với những gánh nặng và khó khăn,
và có trang hạnh phúc khi chúng ta được trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ và yêu thương. Mỗi ngày, chúng ta được mở ra một trang mới của cuộc sống, và đó là cơ hội để chúng ta mạnh mẽ hơn để đối mặt và vượt qua mọi thử thách. Nếu mỗi trang đều giống nhau, thì cuốn sách đó sẽ trở nên nhạt nhẽo và thiếu sự hấp dẫn. Đúng như vậy, cuộc sống cũng cần có sự đa dạng, cần có những trang buồn, vui, đau khổ và hạnh phúc, để ta có thể thấy được giá trị và ý nghĩa thực sự của nó. Trải qua những đau khổ, chúng ta mới thấu hiểu và biết trân trọng hơn những khoảnh khắc hạnh phúc. Hãy mạnh mẽ lên, lật từng trang, trải nghiệm mỗi cung bậc cảm xúc của cuộc sống và học hỏi từ mỗi trang đó, để ta có thể sống một cuộc đời đáng giá và ý nghĩa hơn. Trong cuộc đời này, gặp gỡ và ly tan là những điều không thể tránh khỏi được, nhưng đều là nhân duyên thuận theo định mệnh. Điều quan trọng là chấp nhận và hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống, để từ đó có thể được yên ổn và bình an. Như một đứa trẻ, hạnh phúc là điều rất đơn giản, đôi khi chỉ là một nụ cười, một nhành hoa, hoặc một ôm ấp từ người thân yêu. Nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta hiểu rằng hạnh phúc thực sự không phải là sự giàu có hay là danh vọng, mà là khả năng sống giản đơn, biết trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những điều lành thiện, vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh mình. Hãy dành thời gian để chia sẻ, để giúp đỡ và để yêu thương, vì đó chính là nguồn cảm hứng và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Con người thông thường thường cảm thấy hân hoan và phấn khởi khi sắp chạm tới hạnh phúc. Cảm giác này như là một dòng năng lượng tích cực, khiến cho họ đầy động lực và hy vọng. Tuy nhiên, khi họ đạt được hạnh phúc đó, thường có một cảm giác lo lắng và bất an tràn ngập. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như mơ, và không có gì là tuyệt đối cả. Mỗi niềm vui và hành động đều đi kèm với những thách thức và khó khăn. Điều này tạo ra một sự bù trừ tự nhiên trong cuộc sống, khiến cho con người phải đối mặt với những thử thách và trải qua những khoảnh khắc khó khăn. Hơn nữa, khi bạn có được càng nhiều, trách nhiệm kèm theo cũng sẽ càng lớn. Sự thành công và hạnh phúc thường đòi hỏi sự nỗ lực và trách nhiệm để duy trì và phát triển. Điều này có thể tạo ra áp lực và lo ngại trong tâm trí của con người khi họ phải đối mặt với trách nhiệm và cam kết mới. Tuy nhiên, mặc cho những khó khăn và lo lắng, con người vẫn cần nhớ rằng cuộc sống không chỉ là về thành công và hạnh phúc, mà còn là về việc học hỏi và trưởng thành từ mọi trải nghiệm. Đời người giống như mặt trời, luôn biến đổi từ sáng đến tối, từ hạnh phúc đến đau khổ. Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc rực rỡ dưới ánh ban mai, khiến cho ta tươi cười và hân hoan. Nhưng cũng có những thời điểm u ám như bầu trời đêm tối, khiến cho ta cảm thấy lo lắng và mất niềm tin. Rốt cuộc, trong cuộc sống này, chỉ có 2,5 phút thời gian thực sự quý báu, 1 phút để mỉm cười, để lan tỏa niềm vui và lòng nhân ái, 1 phút để thở dài, để đối diện với những khó khăn và thử thách, và 1/2 phút cuối cùng để thương yêu, để dành cho những người thân yêu và quý trọng mối quan hệ. Đời người không dài, không ngắn, nhưng nó đáng trân trọng và đáng sống. Những điều quý báu và ý nghĩa trong cuộc sống, ta nên gìn giữ và trân trọng. Những gánh nặng và mất mát không cần thiết, ta hãy dũng cảm buông bỏ và tiến về phía trước. Hãy biết lắng nghe và cảm nhận những khoảnh khắc đáng chú ý trong cuộc sống này. Mỉm cười, thở dài và thương yêu, đó là cách để ta sống trọn vẹn và có ý nghĩa. Hãy để mỗi giây phút trôi qua đều đáng giá và ý nghĩa, để ta không hối tiếc khi nhìn lại quãng đời đã qua. Trong cuộc đời, có một số người ta thường quên đi,
và đó là những người không nợ ta gì cả. Thường xuyên, chúng ta dành quá nhiều thời gian và năng lượng để nhớ về những người đã từng làm mình tổn thương hay làm hạnh phúc cho mình, trong khi quên mất rằng có những người không đáng để chúng ta nhớ đến làm gì. Tuy nhiên, cũng có một số người ta nhất định phải quên đi vì họ không đáng nhớ. Đôi khi, chúng ta đặt quá nhiều niềm tin vào đôi mắt của mình mà quên mất rằng điều ta nhìn thấy không phải lúc nào cũng là sự thật. Những gì ta nhìn thấy có thể chỉ là những điều ta mong muốn, trong khi những điều không mong muốn đã bị ta lượt qua. Chúng ta thường nghĩ rằng mình là người chủ đạo của cuộc đời này. Nhưng thực tế, cuộc sống cần rất nhiều người phối hợp, không thể tự mình đi qua mọi thử thách và vượt qua mọi trở ngại. Đôi khi để tiến xa hơn, chúng ta cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người xung quanh, từ những mối quan hệ và tình cảm đồng lòng. Bất luận hôm nay gặp phải bao nhiêu khó khăn và thách thức, xin hãy nhớ rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Cuộc sống luôn biến đổi và mỗi ngày mang đến cho chúng ta một cơ hội mới để bắt đầu lại và tiến lên phía trước. Dù có gặp phải những trở ngại lớn lao hay những khó khăn không lường trước, đừng bao giờ mất đi lòng tin và hy vọng. Mỗi buổi sáng thức dậy là một cơ hội để bắt đầu một trạng thái mới trong cuộc đời của mình. Hãy vững tin rằng, bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và đạt được mục tiêu của mình. Hãy nhìn về phía trước với niềm tin và hy vọng và đừng bao giờ từ bỏ. Ngày mai sẽ mang đến những cơ hội mới, những trải nghiệm mới và một cơ hội để bước tiếp trên con đường của cuộc đời. Điều quan trọng là giữ vững tinh thần và tiếp tục bước đi vì ngày mai chắc chắn sẽ đến. Sống hành thiện, nghĩa nhân luôn đúng đạo, tránh việc ác gây tạo thiếu nghĩ suy, biết tha thứ xả buông không sầu lụy, sống từ bi bước đi trong thanh thản. Sống ở đời hãy bớt thù thêm bạn, cứu giúp người hoạn nạn khắp gần xa, là phước báo tự ta gói thành quà. Gieo nhân nào quả ắt về ta. Câu nói này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc hành động đúng đắn và tử tế. Bởi những gì ta gieo xuống cuộc đời sẽ quay về với chính mình. Trong thế giới hiện đại, cuộc sống diễn ra với tốc độ chóng mặt. Áp lực từ công việc và cuộc sống hàng ngày khiến cho nhiều người cảm thấy bị quấy rối và mất kiểm soát. Khi ta chậm lại, ta có cơ hội cảm nhận cuộc sống sâu hơn, khám phá những điều đẹp đẽ và ý nghĩa trong từng khoảnh khắc. Sống chậm không đơn giản là việc giảm bớt tốc độ hoạt động, mà còn là cách tiếp cận cuộc sống một cách tỉnh táo và tinh tế hơn. Tuy nhiên, để sống chậm một cách đúng đắn và thấm thía không hề dễ dàng. Đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng kiên định và khả năng chấp nhận thay đổi. Sống chậm không chỉ đơn thuần là một lối sống, mà là một tư duy, một triết lý sống, giúp ta thấu hiểu và trân trọng hơn mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống này. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành hàng ngày, nhưng kết quả sẽ là sự thấm thía và ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống mà ta sẽ trải nghiệm. Sống chậm không chỉ là việc giảm bớt tốc độ của cuộc sống, mà còn là cách tiếp cận cuộc sống một cách tỉnh táo và tinh tế hơn. Chậm lại để không bị lạc lối trong cuộc đua với thời gian, để không hời hợt qua mỗi khoảnh khắc quý báu của cuộc sống. Khi chúng ta chậm lại, chúng ta có cơ hội thấy rõ cảm xúc và ý nghĩa của từng sự kiện, từng trải nghiệm. Chúng ta có thể lắng nghe nhịp đập của trái tim mình để cảm nhận sâu hơn về những điều quan trọng và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Chúng ta có thể nhận ra điều gì thực sự là quan trọng và điều gì chỉ là những phụ phẩm thoáng qua. Những giây phút êm đềm và bình yên trở nên quý giá hơn bao giờ hết
và những giá trị về tình yêu, sự hiểu biết và lòng nhân ái được đánh giá cao hơn mọi thứ khác. Sống chậm không chỉ là một lối sống mà là một triết lý sống, giúp cho chúng ta thấu hiểu và trân trọng mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này. Đó là cách để chúng ta tìm lại sự bình yên và hạnh phúc thực sự trong một thế giới đầy áp lực và hối hả. Sống chậm lại với ý thức sáng tỏ là một cách để chúng ta tránh được những vấp váp và lỗi lầm trong cuộc sống. Thường ngày, chúng ta thường quên mất điều quan trọng nhất, đó là chính bản thân mình cũng cần được đối xử tốt và yêu thương. Khi chúng ta sống chậm lại, ta có thể dành thời gian để chăm sóc bản thân, để thấu hiểu và tôn trọng những nhu cầu cơ bản của mình. Chúng ta học cách yêu thương và chăm sóc tâm hồn để có thể sống được trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Biết đối xử tốt với chính bản thân là bước đầu tiên để có thể trở thành người tốt và hạnh phúc. Chúng ta không thể mong người khác yêu thương và quan tâm đến mình nếu chính mình không biết trân trọng và yêu quý bản thân mình trước tiên. Hãy sống chậm lại để có thời gian nhìn vào bên trong, để hiểu rõ hơn về bản thân mình và những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống này. Và xin hãy nhớ rằng, chỉ khi biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình, ta mới có thể đem lại hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho những người xung quanh mình.